Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ phim truyện Việt Nam Khu vườn bí ẩn, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Những cô gái siêu nhân, 19 giờ 50 phút Tin thế giới, 20 giờ Quả táo đỏ, 20 giờ 20 phút chinh phục đỉnh Everest, 20 giờ 30 phút chương trình thử thách, 21 giờ 25 phút khám phá, 21 giờ 35 phút ca nhạc Cơn bão rốc, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút ca nhạc Ân tình xứ Nghệ, 23 giờ 20 phút du lịch và cuộc sống, 23 giờ 40 phút tin cuối ngày Tin thế giới, Tin thể thao. Chương trình rạng sáng ngày 22 tháng 1 gồm có 0 giờ 10 phút giải trí nước ngoài, 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Bát Đại Hào Hiệp tập 19, 1 giờ 30 phút khám phá Từ bỏ hay cứu chữa sốt Dengue, 2 giờ chuyên đề âm nhạc Hộp thư âm nhạc, 2 giờ 15 phút phim truyện Việt Nam Xin lỗi tình yêu tập 22, 3 giờ 5 phút du lịch và cuộc sống, 3 giờ 30 phút văn hóa ẩm thực và du lịch, 3 giờ 45 phút thông tin văn hóa khoa học kỹ thuật, nón bảo hộ Bluetooth. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi chương trình.